Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và các bạn Việt Nam thân mến ha. Nói vậy, đây là cảnh ở ngay chỗ trung tâm thương mại Vincom ha. Giao nhau với đường Đồng Khởi và đường chỗ này là đường Lê Thánh Tôn đó quý vị. Nè, nó kẹt xe nè. Quý vị xem cảnh kẹt xe ở Sài Gòn. Đó. Bởi vì nhiều cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác á, có comment ở trên cái kênh YouTube của Nhã đó là ở bên Mỹ và châu Âu đó quý vị, mùa này thì lạnh lẽo ha, đó, mùa này lạnh lẽo rất là hiếm đó, rất là hiếm cảnh mà đổ ra đường đông vui như thế này đó quý vị, thấy không? Trong khi Sài Gòn thì tấp nập đó quý vị, tươi vui. Đèn xanh rồi mà cũng chưa chạy được quý vị ơi. Chỗ nhà hát thành phố nè.
người chạy bộ, ảnh mới xoay qua bên phải hỏi người yêu của mình là em có mổ giò hay không, thì em trả lời là cũng hơi hơi có vị rất là dễ thương ha. Đó, đi chơi người yêu mà thì cảnh này phải chịu thôi, càng yêu nhau thấm thiết hơn hả quý vị.
đường hả quý vị, bởi vì nó vui á. Ngày thường thì cũng không có đông đến độ như vậy đâu quý vị ơi, nhưng mà ngày lễ thì nó đột biến ha. Đó hình ảnh mà cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác đang xem á, là cảnh Sài Gòn vào mùa lễ hội ha, đông đúc, cảnh đông đúc và một đêm đó quý vị.
mấy bạn ơi. Rồi mừng quá, qua thôi. À, mẹ quá quý vị ơi, nó ra được rồi đó. Là đường Trần Thái Văn Lung quý vị ơi, đó vị thấy không, Thái Văn Lung ha, đông quá trời đông luôn. Thái Văn Lung, ồ đông quá, ngợp quá trời ngợp quý vị.